Cô chào tất cả Kem. Kem thân mến, hôm nay cô sẽ cung cấp cho Kem bài giảng phần thực hành tiếng Việt Mạch lạc và liên kết trong bài 8 sách giáo khoa trang 59. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tập trung vào phần biện pháp liên kết và từ ngữ liên kết. Kem đã được học về mạch lạc và liên kết ở bài 7 rồi. Và chắc chắn là Kem đã hiểu sơ qua về mạch lạc và liên kết. Mạch lạc đó là sự kết nối về mặt nội dung. Giữa các câu trong một đoạn văn. Giữa các đoạn trong một văn bản phải kết nối với nhau, cùng nói về một chủ đề mà không lạc sang một chủ đề khác. Đấy là mạch lạc. Còn liên kết là sự kết nối về mặt hình thức, sử dụng các cái từ ngữ có tác dụng nối với nhau, liên kết với nhau. Giữa mạch lạc và liên kết có mối liên hệ chặt chẽ. Mạch lạc muốn mạch lạc được trong một đoạn văn các câu văn muốn liên kết được với nhau, muốn cùng nói về một chủ đề thì cần phải sử dụng các cái từ ngữ để liên kết hay nói khác là giữa nội dung và hình thức phải có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm hiểu về các cái phép liên kết, các cái phương tiện hay ta còn gọi là các cái biện pháp liên kết. Vậy khi mà chúng ta nhắc đến biện pháp liên kết thì các bạn biết ngay Bài hôm nay chúng ta tập trung nói về sự liên kết về mặt hình thức thôi. Đương nhiên liên kết mặt hình thức thì thông qua hình thức thì chúng ta sẽ thấy được là nội dung cũng sẽ liên kết. Khi mà hình thức liên kết thì nội dung cũng sẽ liên kết các em ạ. Việc đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về lý thuyết. Nhận diện các phép liên kết và phương tiện liên kết qua các phương tiện sau. Trong sách giáo khoa, đây là các cái ví dụ trong sách giáo khoa mà cô chiếu lên để các em sẽ cùng quan sát các phần A, B, C và yêu cầu kem là nhận diện ra các cái phép liên kết và các cái phương tiện liên kết phương tiện chính là từ ngữ kem nhé phương tiện chính là từ ngữ đấy là chúng ta từ giờ đi khi chúng ta học về phép liên kết chúng ta sẽ gọi nó là phương tiện còn thực chất nó là từ ngữ dùng để liên kết chúng ta sẽ lần lượt đi tìm hiểu từng phần phần a kem quan sát phần a đây có lẽ cháu nghĩ rằng tấm bản đồ của ông sau đó đã trở nên rõ ràng hơn khi ông đã trưởng thành nhưng không phải vậy đâu xa mà Cô đã đánh số câu để kem tiện theo dõi. Và trong ví dụ này, kem sẽ thấy này. Bây giờ kem thấy câu 2 nó liên kết với câu 1. Vì cái gì? Nhờ cái gì? Kem thấy ở đầu câu 2 này. Ở đầu câu 2 có từ nhưng. Câu 2 có từ nhưng. Từ nhưng này nó là quan hệ từ. Nó đứng ở đầu câu 2. Và nó có vai trò nối giữa câu 2 với câu 1. Kem nhớ nhé. Từ nhưng ở đây nó có vai trò nối giữa câu 2 với câu 1 khi nó đứng ở đầu câu 2. Và từ nhưng ấy người ta gọi là phép nối. Khi quan hệ từ đứng ở đầu câu, người ta gọi đấy là phép nối. Câu sau biểu thị quan hệ với câu trước. Cô nhắc lại một lần nữa. Phép nối chỉ diễn ra với các quan hệ từ đứng ở đầu câu. Và khi nó đứng ở đầu câu sau thì nó sẽ có tác dụng biểu thị mối quan hệ với câu đứng trước nó. Tức là biểu thị mối quan hệ với câu 2, với câu 1 đấy. Đấy là phép nối. Sau phần B. Phần B. Khi ông còn nhỏ, mẹ ông luôn nhìn cuộc đời này như một nơi đầy hiểm nguy, bà vẫn hay nói với ông rằng để tồn tại, ông phải luôn đề phòng và phải luôn cảnh giác. Các em thấy rằng là câu 2 liên kết với câu 1 nhờ từ gì các em thấy? em nhìn thấy không nhỉ? Rõ ràng các em quan sát được câu 2 này có từ bà. Bà trong câu 2 đó là ai? Bà trong câu 2 đó chính là mẹ ông được nhắc đến ở câu 1 đấy từ bà trong câu hai chính là mẹ ông đã nhắc đến ở câu 1. Như vậy, từ bà ở câu 2 đã thay thế cho từ mẹ ông ở trong câu 1. Sự thay thế này để tránh cái lỗi lập từ. Nếu ở đây cô không dùng từ bà, mà cô dùng từ mẹ ông có được không? Được các em ạ. À. Nhưng nếu dùng như thế, nó sẽ lập. Nó sẽ lập. Như vậy thì cô sẽ dùng từ bà để thay thế cho từ mẹ ông ở đó. Và từ bà ở trong câu 2 từ bà trong câu 2 Người ta gọi đây là phép thế Phép liên kết là phép thế Phương tiện liên kết Đó là từ bà Vậy câu sau có từ ngữ Thay thế cho từ ngữ đã xuất hiện ở câu trước Câu sau ở đây chính là câu 2 Thay thế cho từ đã xuất hiện ở câu trước Đó chính là câu 1 mà. Đấy là phép thế Sao này ví dụ C Cháu biết không Tấm bản đồ đó của ông lúc ấy thực sự bế tắc Ông không biết có phải mình là quá ngây thơ khử khảo hay không. Ông cảm thấy mặt đất dưới chân mình sao mà bấp bênh, không bền vững, không bền vững. Cô xin lỗi các bạn nhé, chỗ này nó lỗi một chút. Đây là bấp bênh không bền vững. Thế như vậy thì em thấy ba cô văn này nó liên kết với nhau nhờ có điều gì? Nào em quan sát thử cho cô xem. Em thấy câu ba, kem thấy câu ba này liên kết với câu hai nhờ từ ông. Đây, câu 3 liên kết với câu 2 nhờ từ ông. Câu 2 cũng nhắc đến ông, câu 3 cũng nhắc đến ông. Thế vậy câu 2 thì lại liên kết với câu 1 nhờ cái gì? Câu 2 cũng dùng từ ông. Câu 1 có từ ông không các Có. Cho biết không tấm bản đồ đó của ông. Ba câu này cùng nói về một đối tượng. Đó là từ ông. Thế nó khác là từ ông được lặp lại. Từ ông được lặp lại. Được lặp lại ở câu 3, rồi lặp lại ở câu 2. Câu 1 không được lặp đâu nhé. Câu 1 không được lặp đâu nhé. Câu một là từ đầu tiên nó xuất hiện mà. Thế vậy thì từ ngữ lặp đó là từ ở câu 2 và câu 3 thôi. Nó lặp lại cái từ ông ở câu 1. Và từ ông ở câu 2, câu 3, người ta gọi đây là phép lặp. Phép lặp nghĩa là dùng ở câu sau các từ ngữ lặp lại từ đã có câu trước. Câu sau lặp lại từ đã có câu trước, gọi là phép lặp. Vậy, qua ba ví dụ ABC, ta có thể chốt lại một vấn đề như sau trước hết đây. Vậy thế nào là liên kết và mối quan quan hệ giữa liên kết và mạch lạc? Liên kết ở đây á là sự quan hệ về mặt hình thức giữa các câu trong một đoạn văn. Đó là sự liên hệ về mặt hình thức hay còn gọi là quan hệ về hình thức. Về hình thức giữa các câu trong một đoạn văn phải có sự móc nối với nhau thì đấy là liên kết. Và cô vẫn nói rồi, giữa liên kết và mạch lạc có mối liên hệ với nhau. Liên kết là sự nối kết về mặt hình thức. Mạch lạc là sự nối kết về mặt nội dung. Nhờ có sự liên kết về mặt hình thức mà nội dung đoạn văn có sự mạch lạc. Đấy chính là mối quan hệ giữa liên kết và mạch lạc. Khi liên kết, thường sử dụng các phương tiện gì? Khi liên kết thì thường sử dụng các phương tiện. Phương tiện ấy đó là từ ngữ. Từ ngữ gọi là phương tiện liên kết. Và em thấy rằng có mấy phép liên kết hay còn gọi là biện pháp liên kết. Qua ba ví dụ ABC ta có thể thấy có ba phép liên kết. Phép nối, phép thế và phép lập. Đấy là cô chốt lại về biện pháp liên kết và từ ngữ liên kết. Chúng ta sẽ cùng đi làm bài tập. Sau phần 2 là phần thực hành. Chúng ta sẽ cùng trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa. Phần này ở bài tập 1 câu hỏi số 1. kem quan sát. Câu hỏi số 1 người ta hỏi này. Hãy tóm lục ý của từng đoạn trong câu sau và cho biết nhờ tính chất gì của hai đoạn văn mà em tóm được được như vậy. Chúng ta sẽ lần lượt trả lời câu hỏi số 1. Ở câu 1 thì ta sẽ tóm được được như sau. Đoạn 1 các em đọc kỹ đoạn hai đoạn văn trong sách giáo khoa nào. Đọc kỹ hai đoạn văn đó thì ta có thể thấy được đoạn 1 là ông nhớ lại cái cách nhìn cuộc đời của mẹ ông và của bố, nhìn lại cuộc đời của mẹ ông và của bố. rồi đoạn 2 là ông luôn tin tưởng vào mọi người nhưng ngược lại mẹ ông thể luôn hoài nghi về về cái suy nghĩ của ông. Đấy là hai đoạn văn. Và dựa vào đâu để ta xác định được nội dung chính của hai đoạn văn này? Em thấy rằng dựa vào các câu trong đoạn văn. Tất cả các câu trong đoạn văn đó đều tập trung thể hiện về một chủ đề, về một nội dung. Về một chủ đề và một nội dung. Hay nói khác là giữa các câu có sự liên kết về mặt hình thức. Tức là sử dụng các phương tiện liên kết đấy. Đấy là câu hỏi số 1. Thế vậy thì phương tiện liên kết mà tác giả sử dụng ở đây là gì? Đó chính là nội dung của câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 người ta đang hỏi các em này. Chỉ ra các phương tiện liên kết giữa các câu trong một đoạn. Giữa các câu trong một đoạn nhé. Thì có nghĩa là ta phải chỉ ra là câu 2 liên kết với câu 1 nhờ cái gì này? Câu 3 liên kết với câu 2, câu 4 liên kết với câu 3, rồi câu 5 liên kết với câu 4. Cứ câu sau liên kết với câu trước bởi cái gì? Nên là các em cần phải chỉ ra rõ ràng này. Các em theo dõi trong sách giáo khoa nhé. Các em theo dõi trong sách khoa phần này cô không chiếu trên màn hình về cái đề bài đâu. À, ở đoạn thứ nhất này. Bây giờ các em chú ý đoạn thứ nhất này. Đoạn thứ nhất có 5 câu văn. Đây. Đoạn thứ nhất có 5 câu văn câu 1 này. Sam, bản đồ dẫn đường của cháu như thế nào? Ông sẽ kể cho cháu nghe tấm bản đồ của ông. Nào câu 2 liên kết với câu 1 nhiều cái gì? Câu 2 liên kết với câu 1 nhiều phép lập từ ngữ. Bản đồ dẫn đường của cháu và tấm bản đồ của ông. Câu 1 này, bản đồ dẫn đường của cháu. Câu 2 này, ông sẽ kể cho cháu nghe tấm bản đồ của ông. Tấm bản đồ của ông liên kết với câu 1 là bản đồ dẫn đường của cháu. Đây chính là phép lập từ ngữ. Các em ạ. Câu 3, câu 3 này. Khi ông còn nhỏ, mẹ ông luôn nhìn cuộc đời này như một nơi đầy hiểm nguy. Câu 3 không nhắc chi đến bản đồ nữa. Thế vậy thì phải sử dụng phép lập đó là từ ông. Câu 2 có từ ông, câu 3 có từ ông. Đấy là câu 3 liên kết với câu 2 nhờ phép lập từ. Bây giờ câu 4. Các em thấy câu 4 liên kết với câu 3 nhờ cái gì? Bà vẫn hay nói về ông. Bà vẫn hay nói với ông rằng để tồn tại, ông phải luôn đề phòng, phải luôn cảnh giác. Ta thấy ngay câu 4 có từ bà đấy. Đúng không? Có từ bà, từ bà câu 4. Nó sẽ thay thế cho từ mẹ ông ở câu số 3. Đây chính là phép thế. Đây chính là phép thế. Ngoài phép thế này ra, các em còn thấy lập từ ông câu 3, câu 4 đều có từ ông. Đấy, nó liên kết. Sang đến câu 5 này. Bố của ông cũng phần nào đồng ý với quan điểm đó. Sang câu 5. Câu 5 liên kết với câu 4. Nhờ từ thay thế quan điểm đó. Quan điểm đó là quan điểm nào? Quan điểm đó là quan điểm nào? Kem tìm ở câu 4 xem nào. Bà vẫn hay nói với ông rằng để tồn tại, ông phải luôn đề phòng, phải luôn cảnh giác. Vậy quan điểm đó, đó là quan điểm phải luôn đề phòng, phải luôn cảnh giác ở câu 4 đấy. Như vậy thì chúng ta đã chỉ ra được các cái từ ngữ thay thế. Ngoài ra các em thấy là giữa câu 5 và câu 4 còn có phép lập từ nữa. Đó là từ ông. Câu 4 và câu 5 đều có từ ông. Như vậy giữa các câu trong đoạn văn này đều có sự liên kết với nhau. Đấy chính là đoạn 1. Sang đến đoạn 2. Đoạn 2 thì dễ lắm. Đoạn 2 các em thấy rằng giữa các câu văn trong đoạn 2 đều lặp từ ông. Hầu như câu nào cũng có từ ông. Các em thấy đều lập từ ông. Các em thấy chưa nhỉ? Như vậy thì chúng ta đã hoàn thành xong câu hỏi số 2 rồi đấy. Sang câu hỏi số 3. Ở câu hỏi số 3 người ta yêu cầu này câu văn nào có tác dụng liên kết đoạn thứ hai với đoạn thứ nhất? Và phương tiện liên kết nào được sử dụng? Phương tiện liên kết nào? Những phương tiện liên kết nào được sử dụng? Thế thì ở giữa câu 2 với câu thứ nhất ở cô xin lỗi, đoạn 2 ở trong phần này có hai đoạn đoạn 2 và đoạn 1 nó liên kết với nhau nhờ phương tiện nào? nhờ phép liên kết nào? Chúng ta sẽ trả lời cho câu hỏi số 3. Câu 3 các em thấy này, bắt đầu đoạn 2 này, nhưng quan điểm ấy dường như không phù hợp với ông. Câu 3 các em nhìn thấy từ nhưng. Nhìn thấy từ nhưng đứng ở đầu câu đờ đầu đoạn 2. Đứng ở đầu đoạn 2 và đây là phép nối. Cô vừa nói ở phần lý thuyết ý, tất cả các quan hệ từ đứng ở đầu câu đều là phép nối và đều có tác dụng nối câu văn đó với câu văn trước hay còn gọi là nối đoạn văn đó với đoạn văn trước. Vậy ở đây, từ liên kết hay còn gọi là phương tiện liên kết đó là từ nhưng và đó là phép nối. Ngoài ra, em thấy trong đoạn 2 có một từ được lặp lại đó là từ quan điểm. Từ quan điểm ở đoạn 2 có lặp lại từ quan điểm ở đoạn 1 em cứ xì tìm mà xem. Từ quan điểm ở đoạn 2 có lặp lại từ quan điểm ở đoạn 1. em có nhìn thấy từ quan điểm xuất hiện ở trong câu nào không? Câu 6. Chưa bao giờ ông thấy tự tin về quan điểm của mình. Bởi vì gia đình ông luôn cho rằng quan điểm đó là hoàn toàn sai lầm. Từ quan điểm này lặp lại ở trong câu 1. Các em nhìn thấy chưa? Trong đoạn 1 này. Câu 5 này. Bố của ông cũng phần nào đồng ý với quan điểm đó. Đấy, và từ quan điểm này nó giúp cho hai đoạn văn này liên kết với nhau. Đấy là câu hỏi số 3. Sang câu hỏi số 4. Thử đổi vị trí các câu văn trong đoạn văn thứ nhất và đoạn văn thứ hai theo một trật tự mà trật tự trong sách đã có. Trật tự thứ nhất này, 2, 4, 1, 5, 3. Trong đoạn thứ nhất, ở đoạn thứ hai này, 7, 3, 4, 6, 1, 5, 2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào câu 4. Bây giờ các em sẽ nhìn trên trên màn hình của cô. Đây là đoạn 1. Cô sắp xếp theo đúng yêu cầu trong sách giáo khoa. 24153. Ông thích kể cho cháu nghe tấm bản đồ của ông. Bà vẫn hay nói với ông rằng để tồn tại, ông phải luôn đề phòng và luôn cảnh giác. Sam, bản đồ dẫn đường của cháu như thế nào? Bố của ông cũng phần nào đồng ý với quan điểm đó, vân vật. Em thấy ngay cái sắp xếp này có được không? Không. Vì cái sắp xếp này, nó không còn phương tiện liên kết. Nó không có mối liên hệ về mặt nội dung. Nó không có mối liên hệ về mặt nội dung. Đúng không nhỉ? Các câu văn phải được sắp xếp theo một trình tự hợp lý thì mới tạo nên sự mạch lạc. Các câu văn phải được liên kết với nhau bằng các phương tiện thì nó mới tạo nên sự liên kết. Và khi mà thay đổi vị trí các bạn thấy là nó không còn tồn tại cái mối quan hệ nữa. Ở đoạn văn 2 này. Đoạn văn 2 sắp xếp theo 7 3 4 6 5 2. Mỗi khi ông về mẹ trò chuyện với một người nào đó ông và mẹ cô xin lỗi mỗi khi ông và mẹ trò chuyện về một người nào đó ông khen người họ dễ thương tốt bụng thế nào mẹ ông cũng ngắn ngẩm cứ chờ mà xem ông cảm thấy yêu mến và tin tưởng tất cả mọi người xung quanh đọc từ câu 7 đến câu 3 thôi các bạn đã thấy là nó đã khác rồi và ở đoạn 2 chúng ta không thể sắp xếp theo cái tập hợp này được cái phương tiện liên kết thì nó vẫn tồn tại nhưng không có sự liên hệ về mặt nội dung em thấy bởi vì là sao bởi vì cái đoạn hai câu văn nào cũng sử dụng từ ông mà Thế nên các em có thể đảo bất kỳ một vị trí nào đi chăng nữa thì nó đều có phương tiện liên kết nhưng không có sự liên hệ về mặt nội dung các em ạ. Và ở đây ta có thể thấy rằng nó hỗn độ các câu văn được sắp xếp theo một trình tự không hợp lý bởi vậy mà nó không toát ra được chủ đề. Sang câu hỏi số 5. Câu hỏi số 5 người ta yêu cầu đảo vị trí của hai đoạn, đoạn 2 lên đoạn 1. Bây giờ các em thử xem nhé. Đây câu 5. Đảo vị trí này, cô đảo vị trí này. Các em thử đọc lên nào. Nhưng quan điểm ấy dường như không phù hợp với ông. Những gì ông thấy không giống như lời mẹ ông nói. Ông cảm thấy yêu mến và tin tưởng tất cả mọi người xung quanh. Ông thấy cuộc đời là chốn bình yên và an toàn. Kết quả là ông nhận thấy mình khác biệt với chính gia đình mình. Chưa bao giờ ông cảm thấy tự tin với quan điểm của mình. Bởi gia đình ông luôn cho rằng quan điểm đó là hoàn toàn sai lầm. Mỗi khi ông và mẹ trò chuyện về một người nào đó và ông khen ngợi họ dễ thương, tốt bụng, thế nào mẹ ông cũng ngắn ngẩm, cứ chờ mà xem. Sam, bản đồ dẫn trường đường của cháu thế nào? Ông sẽ kể cho cháu nghe tấm bản đồ của ông. em có biết là cô in đậm với cụm từ ông sẽ kể cho cháu nghe tấm bản đồ của ông? Vì sao không? em thấy này, khi mà đảo vị trí thì bản thân của mỗi đoạn văn không thay đổi về ý nghĩa, về nội dung. Nhưng giờ đây hai đoạn không còn quan hệ logic. Tại sao cô lại nói là hai đoạn này không còn quan hệ logic? Cái dấu hiệu không còn quan hệ logic được thể rất rõ ở đoạn 1. Đoạn 1 là cái câu chuyện về sự trái ngược trong cách nhìn cuộc đời và con người của mẹ và của ông. Đoạn 1 là kể như vậy. Đã kể xong rồi thì đoạn 2 lại còn nói này, ông sẽ kể cho cháu nghe. Đoạn 2 là còn kể gì nữa, đoạn 1 kể rồi mà. Đoạn 2 còn kể gì nữa? Thế nên là cô in đậm cái cụm từ là ông sẽ kể cho cháu nghe là vì thế. Nên là giữa hai đoạn văn này nếu như đảo vị trí thì nó sẽ không còn sự logic nữa. Như vậy qua đây các em có thể thấy rằng là trong một đoạn văn thì các câu văn phải có sự liên kết về mặt hình thức và phải được sắp xếp theo một trình tự hợp lý thì mới đảm bảo sự mạch lạc và liên kết. Trong một văn bản cũng thế, giữa các đoạn văn cũng phải được sắp xếp theo một trình tự hợp lý cái Như vậy thì cô đã hướng dẫn các em trả lời tất cả các cái câu hỏi trong uh, sách giáo khoa uh, của phần thực hành tiếng Việt. Nếu cảm thấy video của cô thực sự là hữu ích cũng đừng quên đăng ký kênh để theo dõi và cập nhật tất cả những cái video bài giảng từ lớp 6 cho đến lớp 9 và đặc biệt là chương trình ôn thi xong này à, cái phần vận dụng ấy phần vận dụng thì các em có thể vận dụng đây là yêu cầu mở rộng thêm thôi thế còn tùy các em các em có thể vận dụng để các em viết đoạn văn trong đó có sử dụng các cái phép liên kết còn tất nhiên là sau này khi mà lên lớp 9 thì chắc chắn là các em phải làm những cái bài tập này rồi viết được những cái đoạn văn mà trong đó có sử dụng các cái phép liên kết và tiết học ngày hôm nay chúng ta sẽ dừng ở đây rất cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe chào và hẹn gặp lại các em